thì với cái buổi như thế này, các em đã nhận được ra mình đang đứng ở vị trí nào để các em định hướng cho các em đi theo cái hướng nào cho nó phù hợp nhất, không những ở trong Việt Nam mà còn vươn ra thế giới. Với những cái năng lượng tích cực, với những cái kiến thức bổ ích thì nó sẽ là một cái động lực thúc đẩy, nó như là những cái hạt mầm đầu tiên sẽ ngày càng nảy nở hơn trong nền kinh tế Việt Nam trong tương lai. Giúp cho các bạn trẻ sau khi ra trường không chỉ tìm kiếm việc làm mà còn tự khởi nghiệp được. Thông qua chương trình này em thấy chương trình này rất là ý nghĩa, giúp cho em định hướng được rõ ràng về nghề nghiệp mai sau. Cảm xúc em là rất vui khi được tham gia chương trình này. Em thấy chương trình này là rất bổ ích cho những học sinh lứa tuổi là sắp ra trường như em ạ. Và thông qua chương trình này em sẽ có nhiều kiến thức và hành trang để khởi nghiệp riêng em hơn ạ. Hành trình mang lại cho em kinh nghiệm, kiến thức rất là bổ ích, và em thích nhất là cuốn Đắc Nhân Tâm ạ. Nó dạy cho mình cách giao tiếp ứng xử, cách để thu phục lòng người. Các bạn sinh viên, các bạn rất là trẻ, rất là nhiều năng lượng, và hy vọng rằng các bạn sẽ mang năng lượng đó đem lại nhiều nguồn cảm hứng và nguồn động lực hơn cho các bạn để tiếp tục trong những cái hành trang tiếp theo của cuộc đời. Thanh mong là sẽ góp phần được cho các em, tiếp thêm động lực cho các em, để cho các em dám ước mơ, dám thách thức, dám đứng dậy trước thất bại. Nếu các bạn cho rằng một lần vấp ngã của các bạn là một sự trải nghiệm, là một bài học của các bạn, thì Thanh tin các bạn sẽ thành công, các bạn sẽ là một chiến binh bất bại.